Em xin được chào tất cả anh em xăm cổ vật nhá. Đấy, em hôm nay lại thấy cái này rồi cả nhà. Chắc là bình rượu đây, em không biết là cái gì đây. Tròn vo cả nhà. Đấy. Mới đầu em tưởng là hòn đá. Chọc cực cực không phải hòn đá. Đấy cả nhà em xem nhá. Ui dù. Chắc ra đây à. Bình lên đây à. Em đào rộng ra đó. Này, cái này chắc là loại bình rượu nha cả nhà nha. Đợt vừa rồi em cũng được một cái bình rượu. Mới đầu đào lên. Mới đầu mới mới thấy em được hòn đá. Thôi em lấy cái này làm cho chắc. Tí nữa sợ. Sợ nó vỡ. Đây, đây. Cái vòi nó ra đây nhá. Vòi nó dài ra đến đấy. Cái bình rượu này phải cẩn thận mới được. Nó vòi với lại tay cầm của nó lằng ngoằng lắm. Đây. Vòi ra đây ạ. Đấy. Vòi ra đây, miệng lên đây, chắc là trốn ở dưới này, trốn đế ở dưới này. Mất mưa nhá, ở nhà nhá, nó mới mưa xong, nhìn nó không được nét như cái bình hôm nọ. Đấy. Em khả nghi là cái này cũng cái bình này cũng giống như cái bình hôm nọ em lấy. Không biết là nó bé hơn là to hơn thôi. Cái bình lằng ngoằng lắm, sợ lắm. Rồi, tí nữa đi. Đây rồi, cái miệng nó lên đây rồi. Tí nữa đi. Chạm vào cái miệng. Đấy, miệng đây. Rượu nha, bình rượu cổ nha, nghìn năm đây cả nhà. Em nghĩ bình này là từ thời Lê, thời Lê, bình thời Lê thì như nhiều bác chơi cổ đồ cổ thời Lê là tầm 1200 đến 1600 nhá. Đấy, 1200 đến 1600 là hay là 1400 gì đấy. Các bác chơi đồ cổ các bác không biết là có tay cầm không. Tay cầm thì cầm ở bên này đây. Em nghĩ là cái bình này như cái bình vừa rồi em lấy chắc không có tay cầm. Tròn vo. Đấy. Hòn đá đây, không phải tay cầm. Chắc này cũng lành tít nhá, cả nhà nhá. Chắc được cái bình này cũng lành nhá.
đồ này phải quét sạch đi. Cái này em thấy nó hơi bé, bé hơn cái vừa rồi em lấy. Cái vừa rồi hình như to này sao, chắc nó cũng hang đấy. Đây, chọc cái xung quanh hết thì bắt đầu là nào lên. Ok rồi. Đấy. Nhà thấy cái nốt của nó không? Này. Phải màu me, nếu mà đào đấy. Nó ở đây bao nhiêu năm thì nó mới như vậy nhá. Đấy, cái này cũng như cái đợt trước em lấy. Lại được cái bình nữa rồi cả nhà, tuyệt vời. Lại này về đựng rượu uống đi, quá ok rồi. Em xin được dừng video nha, em xin được chúc cả nhà trong hội xăm cổ vật may mắn nha.